Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Comics. Anh em thấy đó, những anh chàng nhân vật chính thiên tài đôi khi có những suy nghĩ khiến cho đối thủ phải xoắn não và thua cuộc một cách đầy thảm bại. Nếu các bạn yêu thích những anh chàng mên như vậy, thì hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Comics đến ngay với Top 10 Manhwa Manhua, comment là thiên tài, thao túng tất cả. Và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thỏ Ngọc Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Siêu thần cơ giới sư, thể loại hành động phiêu lưu, manhua, sci-fi, webtoon. Han Xiao, một người chơi kỳ cựu của trò chơi Galaxy, đã chết bất ngờ khi đang thực hiện yêu cầu lên cấp. Anh ta được đưa đến thế giới trò chơi 10 năm trước đó và trở thành NPC với bảng điều khiển của người chơi và được tái sinh trong căn cứ của nhân vật phản diện trong trò chơi này. Để tồn tại, Han Xiao kiên quyết chọn nghề cơ khí và tập trung vào trồng trọt. Quen thuộc với sự lặp lại và các quy tắc của nhiều phiên bản trò chơi, anh thề sẽ lãnh đạo đội quân máy móc, lật đổ những kẻ phản diện. 9. Vạn ác bất xá, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhua. Ngô Kỳ, một sát thủ chuyên kỳ, lỡ tay bị giết. Người sát hại mình là ai cũng không biết, hệ thống sát ý bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ là sẽ giúp hắn hồi sinh và cho hắn biết chân tướng về cái chết của hắn. Ngô Kỳ được hệ thống sát ý giúp, đã xuyên việt thời gian không gian, ngăn cản kẻ địch bị sát ý chi phối. Cho dù bản thân là tội ác đầy mình, cũng phải cứu thế giới này. 8. Romeo, ra đây đi nào, thể loại hành động drama lịch sử manhwa lãng mạn shonen webtoons. Romeo Montague, một cậu bé bị ném vào gác mái với sự ghê tởm sau một tai nạn 5 năm trước. Mặc dù thế giới bên anh ta là một cậu bé không thể di chuyển do một căn bệnh đau khổ khủng khiếp, anh ta sống một cuộc sống hạnh phúc và hiệu quả như một ẩn sĩ trên gác mái. Chỉ có anh họ của anh ta, Benvolio và quản gia Miriam biết sự thật. Nhưng sự bình yên của anh tan vỡ khi anh trai của Miriam, Abram, bước vào biệt thự. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi căn phòng này bằng chính đôi chân của mình. Cậu không cần phải thực hiện lời hứa như vậy. Romeo bắt đầu giải quyết những rắc rối khác nhau của Abram bằng một suy nghĩ và quyết tâm duy trì sự bình yên của mình trên gác mái. Trong khi đó, một kẻ thù bất ngờ xuất hiện trước mắt anh ấy. 7. Sư phụ của ta quá cẩn thận rồi, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy võ thuật luân hồi. Tái sinh vào thời cổ đại, để tồn tại, Lý Trường Thọ phải tu luyện thành tiên nhân. Con đường tu luyện đầy gian nan, vì vậy hắn rất cẩn thận và phòng xa. Một ngày nọ, sư phụ dẫn một tiểu sư muội đến để nhờ hắn chỉ dạy tu luyện. 6. Người đàn ông thực thụ, thể loại hành động drama manhwa sci-fi. Một CEO giỏi nhất thế giới, Han Yu-hyun, xuất thân là công chức ở độ tuổi 40. Tất cả tiêu đề báo chí đều dán tên của anh ấy. Anh ấy mất tất cả mọi thứ và quay trở lại thời gian ban đầu, sống lại cuộc đời của mình, tự mình thay đổi tất cả. 5. Thả phụ nữ đó ra, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy harem manhua lãng mạn siêu nhân. Một kỹ sư nam xuyên không sang thế giới khác và trở thành hoàng đế. Nơi này rất giống với thời Trung Cổ ở châu Âu, nhưng đồng thời nó có vẻ khác biệt. Phù thủy thực sự tồn tại và họ thậm chí còn sở hữu sức mạnh ma thuật. Sức mạnh ma thuật chỉ để làm lực lượng sản xuất, cứu các phù thủy, giải phóng lực lượng sản xuất, mở bản đồ, chiến đấu với ma quỷ, phá vỡ âm mưu, leo lên cây khoa học và công nghệ và mở ra con đường nông nghiệp. 4. Toàn trí độc giả, thể loại hành động phiêu lưu fantasy isekai manhwa webtoons. Chỉ mình tôi mới biết được kết cục của thế giới này. Vào một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta bị kẹt trong thế giới của bộ tiểu thuyết mà anh ấy yêu thích. Anh ấy sẽ làm gì để sống sót, khi mà thế giới đó là nơi ngập tràn tai ương và hiểm nguy? Năng lực của anh ấy biết mọi tình tiết của câu chuyện cho đến kết thúc, bởi vì anh ấy là độc giả duy nhất của nó. Hãy đọc truyện để biết được anh ấy sống sót như thế nào nhé!
3. Trở lại thành người chơi, thể loại hành động fantasy manga. Một ngày nọ, thế giới trở thành một trò chơi, quái vật đột nhiên xuất hiện và giết con người. Trong khi đó, con người đã trở thành người chơi và phải hoàn thành nhiệm vụ. Một người chơi được chào cơ hội thứ hai sau sự sụp đổ của nhân loại. Kim Sehan, liệu anh ta có thể đánh bại hệ thống đã làm cho thế giới trở nên hỗn loạn hay không? Hai, bậc thầy thiết kế điền trang, thể loại hành động chuyển sinh manga võ thuật xuyên không. Kim Suho, một kỹ sư dân dụng đã xuyên không thành một quý tộc trong cuốn tiểu thuyết. Đời anh sẽ trôi về đâu đây? Dự án điền trang sắp thất bại, được lưu lại để thiết kế, xây dựng và bán. Cơ hội đặc biệt được chờ đợi trên khắp lục địa, giao thông uy tín, khu giáo dục tốt nhất, khu rừng dễ chịu và một cuộc sống địa chủ cao cấp của gia tộc Frontera mà mọi người chờ đợi. Một hợp đồng trên cơ sở đến trước, phục vụ trước. Một, chuyển sinh ma pháp đặc biệt yếu, thể loại hành động phiêu lưu fantasy hài hước, drama học đường. Chuyện được lấy bối cảnh tại một nơi có tên gọi là thế giới bóng đêm, một thế giới tồn tại song song cùng với thế giới thực của chúng ta, đồng thời cũng là một thảm họa cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì bóng đêm luôn không ngừng ăn mòn thế giới thực, và một khi bị bóng đêm nuốt chửng, không sinh vật nào có thể sống sót được, nên con người đã chia nhau khám phá và hoàn thành những nhiệm vụ trong thế giới bóng đêm. Deser, một pháp sư cấp độ 3, người đã phải chịu đựng biết bao nhiêu mất mát, đã bị tiêu diệt và tái sinh vào thế giới 13 năm trước. Câu chuyện lại một lần nữa bắt đầu. 10 manga manhua, comment là thiên tài thao túng tất cả mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Comics biết để mình gấp rút cho ra mắt những top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay, đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!